Hôm bữa có cái video cũng nói về YouTube á, mà thiên hạ không có để ý cái nội dung mà sư nói, tức là cái chuyện mình nghe pháp mình dèn quảng cáo vô làm cho tâm người ta bất thiện, mà thiên hạ cứ đẩy vô nó ô cho ông sư giàu 30-40 triệu đó, ông không là gì. Thì xin thưa với quý vị á, trừ khi, xin nói trừ khi mình giống như là kinh doanh mà tà đó, tức là làm sao bùa chú phù phép ba la xì bùa rồi các thứ, cúng kiến dỗ quải mình đẻ cho nó lớn cho nó nhiều để mà mình thu nhập, thì cái đó rõ ràng không có nên, và sư không đề cập đến những trường hợp như vậy. Nhưng mà những trường hợp mà những vị thiền sư, những vị pháp sư, những vị tâm tạng mà các vị đó có cống hiến, có giảng pháp, có đông đồ chúng, thì đương nhiên là các vị đó sẽ được nhiều người ủng hộ, nhiều người thương tưởng. Thì đương nhiên là tự nhiên, nói theo kiểu ở ngoài là tự nhiên là mình sẽ được nhiều lợi lộc. Nhưng cái vấn đề là ông sư ngài ăn thì không ăn chiều, ở thì cũng chỉ ở có chỗ có cái giường, cái giường cái chiếu thôi, nó không có giống như cái người cư sĩ. Cư sĩ quý vị có tiền á, làm gì? Cờ bạc, rượu chè, gái gú. Nói chung là đối với cư sĩ thì có nhiều nhiều trò để chơi lắm, nhưng mà với ông sư thì không có cái gì hết trơn. Thì ông sư không làm cái gì nếu mà gọi là các cái vật chất mà phụ trội như vậy đó. Đây, quý vị thấy sư đang đứng ở Kalama, sư đang đứng ở Kalama, rồi quý vị thấy là cả một cái khu vực là mênh mông như thế này ở xứ Miến Điện. Xây là để chi? Xây để cho người Phật tử mình tới để mà tu. Nơi này thì cái khí hậu như là Đà Lạt vậy, mát mát mẻ, mát lạnh luôn á, mát lạnh. Thì xung quanh đây là Pa Ao, Mahasi, Mô Cốc, có đầy hết. Ở đây là thăm các vị tam tạng là thoải mái, thậm chí là muốn cúng dường, quý vị muốn làm các cuộc đại thí mà tăng thiệt nha, đồ đồ xịn nha, hàng riêu á, 3.000, 10.000 có hết. Qua đây thì ăn uống ăn theo kiểu người Việt. Một nơi thuận lợi như thế này, quý vị nghĩ là tự nhiên ông sư ông ngồi thiền ông có ra, hay là thần thông là tự nhiên là ổng ngồi bay lên 7 thước rồi cái tự nhiên là ổng tự nhiên là nó có, ở đâu ra? Vì phải đặt câu hỏi. Mà ông sư bây giờ ổng không có ăn chơi, ổng có tiêu xài cái gì cho cá nhân thì ổng xài cho đại chúng. Đấy, những nơi này, đấy là những nơi mà sau này quý vị được lợi. Chứ mấy sư là ăn xong là chết rồi, quý sư cũng chả có ăn này, dầm nằm về mà nhai mà nuốt miếng đất này ở đây làm cái gì. Các sư đem theo cái gì? Đem theo cái phước, đem theo cái sự tu tập của chính mình thôi, chứ còn ngoài ra mấy sư đâu có đem theo cái gì. Rồi, mà quý vị nghĩ mỗi lần mà tổ chức khóa tu cả 100 người như vậy, quý vị có biết là bao nhiêu thứ phải lo, nó bao nhiêu thứ phải tốn kém. Quý vị chưa bao giờ tổ chức, quý vị chưa biết đâu. Mình tổ chức một khóa tu mà 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày cho 100 người, 200 người, chi phí sẽ là bao nhiêu? Tiền đó ở đâu ra? Rồi sau khóa tu, khi mà những người Phật tử ở về, họ về rồi, có những người họ ngoan đạo, họ kính đạo, họ sùng đạo, họ tốt với đạo và họ có lòng muốn xuất gia, thì đương nhiên là sẽ nhận. Mà khi nhận như vậy á, thì cũng không đòi hỏi, cũng không cần biết là hồi chưa xuất gia anh là người như thế nào, anh giàu có hay anh nghèo khó, cứ vào đây rồi các sư nuôi, nuôi ăn, nuôi học, nuôi sinh hoạt đủ thứ hết, rồi chi phí đó ở đâu ra? Ví dụ nghe sư, ví dụ nghe, một ngày á, tiền ăn 40.000, quý vị nhân đi 20 người là một ngày bao nhiêu tiền, một tháng nhân lên là bao nhiêu tiền, thì toàn bộ đều cần phải tiêu xài hết. Cho nên cái người có năng lực lớn thì trách nhiệm lớn
đơn giản như vậy. Vị không có năng lực thì có thể tháng Phật tử họ cúng vài 300 bạc thì cũng gọi là lâu lâu thì xin phép Phật cho ăn ngon tí xíu. Còn cái vị có nhiều phước hơn, có nhiều năng lực hơn thì trách nhiệm vị đó phải lớn hơn. Nuôi đồ chúng, tổ chức khóa tu, xây thiền đường, xây thiền viện, đó. Hoằng pháp, độ sinh. Cho nên quý vị hỏi, ông sư nhiều tiền để làm gì? Đấy, đấy là những cái mà ông sư sẽ làm. Và còn rất nhiều thứ. Dịch kinh tạng, dịch chú giải. Có rất nhiều chuyện mà một vị sư có trách nhiệm cần làm. Cho nên là chúng ta nên có cái suy nghĩ lành, suy nghĩ thiện. Thì chúng ta sẽ thấy là ồ, thì ra cái chuyện mà chúng tôi thương tưởng, chúng tôi cúng dường cho những vị mà có năng lực thì đó không phải là cái điều vô ích. Chúng tôi cũng không lo cái chuyện là chúng tôi cúng rồi các ổng ăn hưởng như người đời. Tại sao mà cúng dường cho tăng đoàn thì nó có phước hơn cúng dường cho người thế gian? Đơn giản, người thế gian họ đem tiền đó họ hưởng dục, họ tiêu xài cho cá nhân. Còn các vị tu sĩ thì thứ nhất là để cho các vị đó an tâm để mà tu tập, thứ hai là để hoằng pháp độ sanh. Đơn giản như vậy.